Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Into City 2. Let's go. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai. Dear Chica 2. Let's go. Rất nhiều zombie. Keep on.
blood bleeding. Hasta la vista, Jetlag. Zombie 恐龙了 ，Let's go。So, OK， 发完之后，咱们先上这个图吧 ，Dear Run。Let's go。Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. The Inversion. Start game.
chưa update đâu, nhưng mà mình sẽ thử xem có vượt qua được không. À, 11 mét, ok. Thành công rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, điều trị cơ. Let's go. Nó muốn nổ ở dưới đây. Ok. Ở đây rất nhiều zombie luôn. Vừa đi vừa tiêu diệt.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Into the Deal. Let's go, let's go. Đây. Đây là. Rất là đông zombie luôn, không biết mình chạy được khoảng bao nhiêu mét đây. Ok ok. Oh my gosh, quá mắc rồi, 2700 feet, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Dear Evan. Ok.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái nước theo. Let's to survive. Let's go. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.